Quý vị và các bạn thân mến, chiều tối ngày 21 tháng 7, phiên tòa xét xử vụ chuyến bay giải cứu kết thúc phần tranh luận. Trước khi nghỉ nghị án, hội đồng xét xử cho các bị cáo được nói lời sau cùng. Trong lời nói sau cùng của mình, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng trình bày sự đau đớn, tủi hổ khi vướng vào vụ án này. Sự run rẩy và lời sau cùng không có một ý tưởng tơ hào về tiền của nhà nước được ông Tô Anh Dũng nói đến và trực trào nước mắt khi được xin giảm án cho các đồng nghiệp khi phiên xét xử lặng xuống. Và lúc này không chỉ riêng ông Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mà cả 53 bị cáo còn lại trong phiên xét xử được ước hai từ giá như. Dưới đây là lời sau cuối của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng kéo dài hơn 7 phút. Mời quý vị cùng theo dõi. Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng trình bày, bản thân đã sinh trưởng trong gia đình có truyền thống cách mạng. Bố mẹ mất sớm và lớn lên, bị cáo luôn ghi nhớ lời dạy của bố mẹ, sống sao cho tốt. Từng lời cuối run lên khi nói về quá trình tự xây dựng và lập nghiệp. Ông Dũng cho hay, bị cáo lớn lên tự thân lập nghiệp, luôn ghi nhớ lời căn dặn của bố mẹ, làm sao sống tốt với cách mạng, sống tốt với xã hội. Trong suốt 30 năm công tác tại Bộ Ngoại giao, tôi luôn tâm niệm điều đó, luôn cố gắng để sống tốt với mọi người bằng sự tín nhiệm. Bị cáo được giữ cương vị trọng trách của Bộ Ngoại giao và tôi không bao giờ có bất kỳ ý nghĩ gì về việc chạy trọt, không bao giờ có một ý tưởng tơ hào tiền của nhà nước. Cho phép tôi được bày tỏ đôi điều về tâm tư cũng như là cái nguyện vọng của mình. Chính thưa hội đồng xét xử, đối với tôi phải đứng trước một xét xử như vậy và nói lên những cái điều này thì là những cái điều vô cùng là đau đớn và tủi hổ. Tôi chỉ xin phép nêu được một cái ý là tôi được sinh trưởng và nuôi dưỡng trong gia đình truyền thống cách mạng và bố mẹ thì mất sớm do những cái tháng năm hoạt động cách mạng và thì chủ đẩy trước khi cách mạng thành công và lớn lên thì từ thân lập nghiệp và cũng chỉ luôn ghi nhớ cái lời căn dặn của bố mẹ là làm sao sống tốt đi mọi người cũng như là những việc thích hơn xã hội và trong suốt hơn 30 năm công tác tại Bộ Ngoại giao thì tôi luôn tâm niệm cái đó và cũng luôn cố gắng để mà sống tốt với anh em đồng nghiệp đồng chí và cũng luôn nỗ lực tận tụy để phục vụ cho cái công tác của Bộ Ngoại giao cũng như cái sự nghiệp phát triển đất nước mà bố mẹ tôi cũng đã cả cuộc đời hy sinh phấn đấu và xin theo và cũng trong suốt những cái năm tháng đó thì tôi cũng luôn là nỗ lực phấn đấu và cố gắng để hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao và cũng được giao đại bằng cái sự tín nhiệm được cử những cái chương trình phòng sách và tham gia vào các cái vấn đề của Bộ Ngoại giao và trong suốt những cái năm tháng đó thì tôi không bao giờ có bất cứ một cái khái niệm nào về cái việc là chạy trọt hay là có một cái ý tưởng tơ hào những cái đồng tiền của nhà nước cũng như gây khó khăn cho các đồng nghiệp hay là để trục lợi trong suốt cái quá trình của mình. Theo bị cáo Dũng, khi được phân công là thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, bị cáo chỉ mong đóng góp phần nhỏ bé của mình. Khi xuất hiện các chuyến bay giải cứu, bị cáo đã mắc phải sai lầm hết sức nghiêm trọng. Bị cáo vô cùng ăn năn, hối hận. Cựu Thứ trưởng nhắc lại những nỗ lực, cố gắng của bị cáo trong công tác chống dịch, bảo hộ công dân về nước. Nhưng vào giai đoạn cuối triển khai chuyến bay combo thì có sai lầm nghiêm trọng. Ông Dũng khẳng định quá trình xét xử đã vô cùng ăn năn và giải thích thêm khi nhận tiền của các doanh nghiệp không có động cơ, mục đích để gây khó dễ cho các doanh nghiệp hoặc để thu lợi. Ông Dũng cho biết đã tự nguyện tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, trao đổi với gia đình để khắc phục hết hậu quả. Ông Dũng trầm giọng nói, một năm vừa qua bị cáo rất ăn năn trăn trở. Một lần nữa, bị cáo xin lỗi nhân dân vì sai phạm đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, chủ trương, chính sách nhân văn của nhà nước. Ông Dũng nói và mong được hưởng khoan hồng vì lần đầu tiên phạm tội trong bối cảnh đại dịch. Kính thưa hội đồng xét xử, khi đại dịch Covid xảy ra trên toàn thế giới thì tôi cũng được tín nhiệm để giao nhiệm vụ làm thành viên của
ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống Covid, và cũng người trong cái thời gian hơn 2 năm này thì tôi cũng đã hết sức là nỗ lực của cố gắng của người lãnh đạo Bộ Ngoại giao cũng như là các đơn vị trong và ngoài nước để mà triển khai, thì rất là gì căng mình triển khai trên tất cả các cái lĩnh vực công tác để nhằm việc phòng chống công tác phòng chống dịch, thì ngăn chặn dịch ở trong nước cũng như là cái hoạt động mà hợp tác quốc tế về ngoại giao, trong đó có ngoại giao vaccine cũng như là chịu trách nhiệm và căng mình vào những cái công tác bảo hộ công dân mà xảy ra vô cùng là khủng khiếp ở trên thế giới, và các cái địa bàn như Nhật Bản hay Malaysia chỉ là những cái ví dụ. Là thì trong cái quá trình đó thì tôi cũng đã hết sức nỗ lực và không bao giờ dám nơi nà ngày đêm để mà triển khai lo lắng cho các công việc đó, cũng như không bao giờ dám làm bất cứ một cái điều gì để trục lợi, về tham mưu chính sách cũng như là gây ra cho quá trình này, và với cái mong ước và cái nguyện vọng là chỉ đóng góp vào trong cái nhỏ bé của mình vào cái công cuộc phòng chống dịch, cũng như là hỗ trợ cho nhân dân chúng tôi và đất nước theo cái chủ trương của Đảng và Nhà nước. Nhưng mà cũng chính vào cái giai đoạn cuối thì xuất hiện cái hình thức là công bố, thì bị cáo cũng đã phạm về một cái sai lầm hết sức là nghiêm trọng, và trong quá trình xét xử thì bị cáo cũng đã vô cùng là ăn năn hối hận, mặc dù là trong cái thời gian khi mà xảy ra đó thì cũng không có một cái động cơ mục đích chủ trương nào để mà gây khó dễ cho các doanh nghiệp hoặc là bản sản để mà tạo ra cái cơ chế để thu lợi, cũng như là và trong quá trình đó thì luôn là bị động trong cái việc để tiếp xúc với các doanh nghiệp như là nói rõ ha. Vâng ạ, thì khi mà nhận thức được những cái sai phạm của mình thì bị cáo cũng vô cùng là ăn năn hối lỗi, và cũng đã có cái tự nguyện khai báo của với cơ quan điều tra, và cũng đã tích cực hợp tác trong cái quá trình điều tra để theo dõi vụ án, cũng như là trao đổi với gia đình để khắc phục hết những cái hậu quả do mình gây ra. Và cũng hơn một năm vừa qua thì bị cáo cũng rất là ăn năn hối lỗi và chăn trở, và cũng chỉ mong được cái việc này để xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân về những cái sai phạm mà đã làm ảnh hưởng đến gây ra cái hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cái uy tín cũng như cái chủ trương chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Kính mong là hội đồng xét xử cũng như viện kiểm sát xem xét về những cái động cơ mục đích cũng như cái bối cảnh hoàn cảnh ở trong đại dịch mà lần đầu tiên là bị cáo phạm tội, để cũng có cái hưởng lượng cái được hưởng lượng khoan hồng để những cái lỗi và phạm tội mà bị cáo đã gây ra, để cảm nhận được cái bao dung cũng như là những cái chính sách nhân đạo của Đảng các để bị cáo có thể trong những năm tới thì đi thi hành án sẽ cố gắng là chuộc lại những lỗi lầm cũng như là khắc phục cái hậu quả để bị cáo cũng thanh thản trong cái lương tâm của mình. Thì bị cáo một lần nữa là vô cùng xin lỗi, và cũng kính mong là hội đồng xét xử viện kiểm sát được xem xét. Ngừng một lúc, cựu thứ trưởng ngoại giao bật khóc xin hưởng khoan hồng tối đa và tái khẳng định không bao giờ gây khó dễ, bàn bạc để tạo cơ chế hối lộ, luôn bị động trong việc tiếp xúc doanh nghiệp. Nhận thức về lỗi lầm của bản thân, cựu thứ trưởng Tô Anh Dũng mong hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, bối cảnh phạm tội, động cơ hành vi để giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo ở Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan đại diện thì trong cái đại dịch này vô cùng khủng khiếp thì đã căng mình ra để làm. Được biết bị cáo Tô Anh Dũng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về tội nhận hối lộ với số tiền 21,5 tỷ đồng và bị đề nghị mức án từ 12 đến 13 năm tù với cáo buộc 37 lần nhận hối lộ của 13 doanh nghiệp, tổng 21,5 tỷ đồng, nhiều thứ tư trong 21 bị cáo cùng tội danh nhận hối lộ. Viện Kiểm sát xác định từ tháng 4 năm 2020, chính phủ cho phép thực hiện chuyến bay giải cứu, đưa công dân hồi hương, người dân chỉ phải trả tiền vé máy bay, không mất chi phí cách ly, sau đó là các chuyến bay combo, người dân tự nguyện trả phí toàn bộ.
doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức chuyến bay combo phải xin chủ trương của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố, nơi thực hiện cách ly công dân về nước. Hồ sơ sau đó được gửi về Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao để đơn vị này tổng hợp, lấy ý kiến tổ công tác 5 bộ, Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông vận tải và Quốc phòng. Từ đầu 2020 cho đến khoảng giữa năm 2021, Bộ Ngoại giao đề xuất Chính phủ phê duyệt 372 chuyến bay combo để có chi phí bôi trơn khi thực hiện các chuyến bay. Nhóm 20 doanh nghiệp với hơn 100 pháp nhân phải nâng giá vé, vẽ thêm nhiều chi phí phát sinh với khách hàng có nhu cầu về nước giữa đại dịch. Tổng số tiền đưa nhận hối lộ được xác định là 165 tỷ đồng. Quý vị có bình luận gì về lời cuối của cựu Thứ trưởng Tô Anh Dũng? Xin hãy để lại quan điểm bên dưới. Diễn biến mới nhất phiên xét xử đại án chuyến bay giải cứu sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên kênh YouTube Báo Điện tử Dân Việt. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.